Alo, em chào anh. Thì hồi tối hôm qua anh nói về cái vấn đề mà nhà anh con bé chó như thế nào á, giờ anh có thể kể cho em nghe lại từ đầu được không? Su á, anh hồi trước á là nuôi hồi nhỏ, người ta định bỏ là nó có phần hai cái giò sao nó đứng thẳng băng, là nó không có cong mà nó đi chạy bình thường, nó đi và nhảy nhảy giống con thỏ vậy. Rồi nuôi nay 6-7 tháng rồi, bây giờ á nay nó 10 mấy ký rồi. Rồi. À, gia cảnh anh thì giờ gia tài mẹ thì đang nằm á, anh giờ không có tiền đưa mẹ em vô bệnh viện, anh đã thấy kêu bên tụi bán chó nó mà thấy tội quá, nuôi quen quá tại chân là già là nuôi nó, anh đi làm anh ở nhà hoài á, nhưng mà mến rồi thấy bán đã mất hết tội rồi, thấy thì anh coi trên trong tivi á, thấy số điện thoại em rồi anh kêu em cầu cứu giùm nó được. Là cầu cứu, là cầu cứu như thế nào anh? Là anh bàn giao cho em á hả? Dạ, gia đình anh cũng đâu có cho nó đi ăn, còn có ăn lấy gì cho nó ăn nữa. Mà cầu cứu là cầu cứu như thế nào, anh có thể nói rõ cho em biết được không? Cầu cứu nó, em đem nó về nuôi rồi, em hỗ trợ cho anh tìm đưa mẹ vô nằm viện thôi. À, là ý ý của anh nói ngắn ngắn gọn lại là bây giờ anh ý anh nói gia cảnh anh cũng khó khăn, không có tiền đưa mẹ anh đi vô bệnh viện, thì bây giờ là anh muốn bán bé chó đúng không? Là anh muốn bây giờ anh muốn bán bé chó bao nhiêu? Thì hồi nãy anh có nói là bán cho tụi em 1,5 triệu, tại vì hồi nãy em nào mới gọi nói là cao quá, là tụi anh tụi em không có tiền á, 2-3 triệu anh đâu có đòi hỏi gì nhiều, đủ tiền mẹ vô bệnh viện thôi. Thì ý em nói á, hồi nãy em đang chuẩn bị thay đồ, biết không? Đúng rồi Mà em. tại vì bên em là em là bên cứu hộ chó mèo, anh hiểu không? Mỗi ngày có nhiều người người ta gọi điện thoại cầu cứu em mà em không biết cái vấn đề cho em nuôi hay là hoàn cảnh như thế nào đó, chứ em đâu có biết là bán gì đâu. Đó, mà bán thí dụ như em nói anh á, anh bán em ví dụ như anh nói là đòi bán 2-3 triệu là em không có tiền rồi đó. Đó. Thì anh hiểu. Chứ bây giờ em hỏi thiệt anh nè. Thí dụ như em không cứu anh, em không bỏ tiền em cứu con chó này, rồi con chó này anh bán hả? Rồi bán chó nó ấy, nó mua đi vợ là nhiều bằng cảnh nó quá trời, anh cũng không muốn tại anh đứt ruột nó đi bán cho mấy người đó mà thật thì đau lòng lắm, Mày giờ để cho mày giờ nó anh không vậy được không. thì bây giờ á em đem nó nghe, thì chắc chắn á thì cái hoàn cảnh của anh á em sẽ cố gắng em cứu con bé chó, tại vì nếu mà không cứu thì anh bán vô lò mổ nữa mệt nữa đó. Tội lỗi chết luôn. Thì đó, nhưng mà bây giờ do cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo, nó khổ quá giờ biết sao giờ, nếu nếu mà không giang tay cứu thì nó chết. Rồi anh không đẻ hai mẹ con, anh có mình anh hai mẹ con hả? Hai mẹ con giờ có bà chị, bà bị tim mới mất năm trước rồi đang đi căng thẳng rồi đó, bà chị buôn bán bà lo hết, bà khỏe tự bà đang đi mua, bà bị tim nó quỵ xuống đó không đầy 10 phút bà chết nhé. Trời ơi, bây giờ em nói anh tên gì, anh tên gì? Anh tên Tấn. Anh Tấn hả? Dạ, Bây giờ 52 tuổi. anh 52 tuổi ha. Bây giờ anh ở đâu, anh ở chỗ nào, địa chỉ á? Long An ra Tâm Du, huyện Châu Thành. Bây giờ anh có biết nhắn tin không? Anh giờ không biết chữ nữa, thì em tới Long An là tới Long An cái em chạy xuống, chứ Tâm Du là ai cũng biết hết. Tâm Du chạy từ Long An chạy xuống Tâm Du có 12 cây. Là nhà anh ngay chỗ Tầm Du á đúng không? Đúng rồi, ngay huyện nhưng luôn, nhưng ngay huyện quẹo vô cầu dừa chút.